Khỏi nhà tôi không? Trời ơi, vô lộn hồng rồi. Ủa? Cô thấy tôi đọc đúng không? Lộn phòng thiệt hả? À. Sao giống nhà tôi quá vậy ta? Ờ, vậy thôi. Phiến. À, xin lỗi anh nha. Xin lỗi. À, anh ngủ tiếp đi nha. Gái gì đâu mà hư thân mất nết. Vô thấy trai là tương tướng. Đi ra khỏi nhà tôi. Ủa, dạ cái gì vậy? Cô đi lộn phòng là cô cứ kêu tôi ra khỏi nhà hoài. Trời, tôi tức quá đây. Đây là nhà của tôi, rõ ràng là nhà của tôi mà anh lộn phòng thì có đó. Cô lộn phòng thì có, đây là phòng số 21 đúng không? Phòng số 21. Tòa nhà 421 đúng không? Đúng rồi. Quận 7 đúng không? Đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh City đúng không? Đây, chứng minh nhân dân của tôi đây. Coi đi. Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy đi ra tôi ngủ nữa. Đúng là anh lộn nhà thiệt rồi. Làm sao mà lộn được? Trời đất ơi, anh địa chỉ của anh là đúng số nhà, đúng số phòng, đúng tòa nhà, đúng quận luôn. Ừ. Nhưng mà sai khu rồi. Anh ở khu B, còn tôi ở khu D. Ừ. Mà hiện giờ anh đang ở khu D chứ không phải khu B. Chúng ta ở tòa nhà BD. Anh là B mà. Mà anh vô D là sao chứ? Y chang mà, đúng rồi, cô lộn phòng đó. Anh mới lộn á, trời, tôi nói vậy mình. Bây giờ tôi tức quá đi. Bây giờ anh làm ơn đi ra khỏi nhà tôi liền đi. Cô không tin không? Được rồi, để tôi lấy giấy tờ nhà cho cô coi. Cô quá đáng vừa phải thôi nha. Trong lúc tôi đang ngủ, cô lấy sơn lại nguyên cái tủ màu trắng hết là sao? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Trời ơi, đàn ông mà xài tủ màu tím. Hồi nãy tôi còn nghi. Nói tại sao đàn ông mà ở khu B? Bây giờ tôi biết là sao rồi, ở khu B rồi. Đàn ông đích thực. Ờ, đàn ông đích thực hay là đàn ông thích đực? Dở nghe. Hả? Tôi nói cho anh biết nha. Cái bộ bàn ghế màu tím của tôi đâu? Trời ơi. Rồi đâu nữa? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Thôi đủ, anh đừng hỏi nữa.
Những cái đồ đó đang ở trong cái tòa nhà của anh á, đang ở trong nhà của anh á, đây là nhà của tôi. Những vật trang trí thì tôi mua từ lúc tôi mới về đây ở rồi. Nhìn kỹ lại đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là tôi lộn rồi hả? Anh lộn rồi. Anh làm ơn về giùm tôi đi. Mà trời ơi, sao cửa sổ của tôi bị bể kính rồi? Anh vô nhà bằng cách nào vậy? Tôi đâu biết, tôi nào có hay. Vì sao nó trong nhà tôi, anh ngủ trên ghế sofa của tôi? Tôi nhớ rồi. Sao? Tại ngày hôm qua đi làm về xong rồi bạn bè dắt kêu đi nhậu. Ừ. Rồi tôi xỉn quá. Tôi mới nói là tôi ở bên khu B. Ừ. Mà nó dắt vô bên khu D. Hèn gì nó hỏi chìa khóa, tôi đưa chìa khóa đó, nó mở cửa không được. Cho nó đập cửa sổ để cho tôi đi vô. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ bể cửa sổ của tôi rồi kìa. Thôi anh làm ơn đi, anh đi về giùm tôi đi. Trời ơi, bộ anh có thói quen là xỉn vô cái là lột đồ hết vậy đó hả? Anh mặc gì trong đó vậy? Mặc gì? Hả? Mặc gì á? Anh đừng nói với tôi là anh là siêu nhân nha. Trời ơi. Mà phim siêu nhân mới giờ hình như không có. Không có luôn hả? Ôi làm ơn, thấy ghê quá, làm ơn. Đây nè. Đi. Điện thoại. Lẹ nha, mặc lẹ nha. Alo, em nghe nè Honey. Cái gì? Anh lên liền hả? Thôi đừng lên. Không, ý em nói là em đợi anh lên lâu quá rồi mà bây giờ anh mới chịu lên. Dạ, bây giờ anh lên nhà em liền hả? Rồi, anh lên liền nha, em chờ anh. Dạ. Trời ơi. Mặc xong chưa vậy, lẹ lên. Thôi đi về liền. Người yêu tôi lên đây nè, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, hay là chú con hết hồn, con tưởng là thôi bây giờ gì? Dạ không có gì hết. Ủa sao hôm tháng này chú thu tiền rác trễ quá vậy chú? Đâu có, từ hồi sáng tới giờ á tôi rình rập nhà cô lâu lắm rồi. Ủa, nhà con có cái gì hay sao phải rình rập vậy chú? À không, ý tôi lộn á, là từ sáng giờ tôi đợi cô á để thu tiền rác. Dạ, tháng này tiền rác nhiêu vậy chú? 40 ngàn. 40 ngàn hả? Ừ. Dạ, để con gửi chú liền. À chú ơi, con không có tiền lẻ, thôi chú giữ giùm con luôn nha. Thôi, không được, để hồi tôi thối lại cho 10 ngàn. Dạ chứ... thôi, chú lên nữa mất công phiệt phức lắm. Thôi, chú giữ luôn đi. Không được đâu, trời ơi, cái gì ra đó tôi là rõ ràng lắm. Đợi tôi xíu đi, hồi tôi lên tôi thối cho 10 ngàn. Chú ơi, khỏi mà chú ơi, chú ạ. Trời ơi. Anh gì ơi, ông thu tiền rác. Đây hả? Ông thu tiền rác hả? À. Vậy mà tôi tưởng đồ bồ cô già dữ vậy. Trời ơi, tầm bậy không à. Anh đi về giùm tôi cái đi. Trời ơi, làm ơn đi, lần sau tỉnh táo. Ê, cái cửa sổ làm sao thay kính đây hả? Rồi, tôi bên khu B mà. Khu B phải không? Nhà cửa phòng y chang vậy luôn mà, yên tâm đi nha. Rồi sao anh không có đợi cho tôi, mẹ tôi lên tôi tháo cái cửa, anh tôi gắn vô cửa rồi, tôi rồi cứ tháo hết đi, cái gì trong nhà tôi thấy cái gì tháo được cô cứ tháo nha. Thôi đi, anh đi về đi. Đi đâu vậy? Trong cửa kìa. Chết rồi bây giờ, hay là ông thu rác? Không phải đâu, người yêu tôi đó chết rồi. Phải không? Anh làm ơn, trời ơi, bây giờ trốn giùm tôi đi. Trời ơi, để đi chi nữa, đi đâu sao quần vậy? Cái gì? Coi như mua thêm bức tượng. Trời ơi, bức tượng này mà xấu quá vậy, đi vô. Nằm yên trong đó nghe chưa? Ra liền. Cái này luôn đúng không? Chắc đó đi ra ngoài làm gì nữa. Rồi. Buông anh ra đi. Anh Honey, sao khóc? Ngồi xuống đây đi, sao khóc vậy Honey? Sao khóc? Sao vậy? Sao gặp em là khóc vậy?
Em ghét anh lắm đúng không? Không có, em thương anh hơn bản thân em nữa. Em hận anh lắm đúng không? Không có. Em muốn giết anh mà đúng không? Không có mà, sao lại nói như vậy? Vậy tại sao bây giờ không chịu mở cửa cho anh? Em không muốn gặp mặt anh nữa mà. Cho anh chết cho rồi đi. Mà thôi mà được chứ. Để tôi đập đầu chết cho rồi. Đập cái này là bể tắt chứ không có bể đầu. Anh ơi, tại vì á, tại nhà cửa em nó bề bộn quá cho nên là em muốn dọn dẹp tươm tất rồi mới đón anh vô. Chứ mất công á, anh đánh giá em là gái mà ở dơ quá cho nên là em sợ. Đừng giận em nha. Nhưng rồi chỉ vậy thôi hả? Dạ chỉ vậy thôi. Hốt cho nó gọn lại cho nó tày quầy mất công. Chỉ như vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi anh à. Em không biết. Anh nhớ em nhiều lắm không? Anh nhớ em hả? Sao em có một ngày mà anh nhớ em như 24 tiếng vậy đó? Ủa anh ơi, một ngày là 24 tiếng mà anh. Ý anh nói là sao em một ngày như mà anh nhớ em tới 24 tháng vậy đó? Trời ơi, dữ vậy hả? Em nhớ em tới 9 tháng 10 ngày luôn. Anh nhớ em mình rối loạn, mấn loạn trong đầu luôn đó. Thương quá, thương quá, anh nhớ mà ôm nhờ bông nhách luôn vậy đó hả? Em cũng biết là anh yêu em. Anh yêu em như là cá yêu nước. Trời ơi, anh yêu em như là bướm yêu hoa. Thực tế quá. Anh yêu em như là đất yêu cây. Trời ơi, thực tế. Anh yêu em như là hủ tiếu yêu nước lèo. Ngon quá. Anh yêu em như là chôm chôm yêu cốc. Trời ơi. Anh yêu em như là bún yêu mắm tôm. Anh yêu em. Bây giờ mình dừng lại được rồi đó anh. Tình yêu của anh bắt đầu có mùi rồi đó. Không được. Để cho anh nói hết. Để cho anh nói hết. Đúng rồi anh à, em biết là tình cảm của anh dành cho em bao la như vũ trụ vậy đó, em biết rồi, thương thương quá. Anh ơi, hôm nay anh tỏ tình với em nồng nàn như vậy, anh làm em bất ngờ quá. Như vậy là bất ngờ rồi sao? Bất ngờ rồi. Anh còn làm nhiều thứ cho em bất ngờ nữa. Ồ, bất ngờ đến bật ngửa luôn hả? Đúng như vậy. Chuyện gì nào? Anh móc em ra coi cái này bất ngờ nữa nè. Anh móc em ra? Anh móc của anh cái này ra em bất ngờ. Anh móc cái gì? Cái này. Trời ơi. Anh ơi. Chá. Chiếu. Không chiếu. Chá. Trời ơi. Chá. Trời ơi, không khéo là mù mắt em. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Chỉ cần em dễ đôi vui, chỉ cần em luôn mỉm cười là hạnh phúc với anh người ơi. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Hả? Gì vậy anh? Quên lộn, em đồng ý lấy vợ làm anh nha. Vậy? Em đồng ý làm vợ anh nha. Trời ơi, anh rối quá. Anh làm em bất ngờ quá. Em không chịu hả? Trẻ nè. Anh đồng ý. Em làm anh hạnh phúc quá. Em cũng rất là hạnh phúc anh ơi. Anh cầu hôn em. Ôi, em ngày hôm nay anh lấy hết can đảm để mới cầu hôn em được đó. Gì vậy? Cầu hôn. Anh cầu hôn em thật lòng không? Thật lòng. Anh yêu chỉ một mình em. Chỉ mỗi mình em trong trái tim của anh mà thôi. Anh thật lòng với em. Sao anh khóc nữa? Từ lúc em đồng ý làm vợ anh. Anh áp lực quá. Chết cha. Sao vậy anh? Ngồi trên đây nghe anh nói nè. Sao giờ anh nói cho em nghe đi. Bây giờ em mới là vợ của anh rồi. Bây giờ đúng như vậy. Bây giờ mình động phòng liền được rồi đó. Trời ơi. Em đừng gọi quá. Em đừng gọi quá. Chứ sao vậy, anh làm vợ rồi. Cái đó để từ gác qua đi. Ôi vậy hả? Cái chuyện áp lực này lúc trước nè. Em biết sao không? Sao? Từ lúc có em làm vợ rồi, anh là một đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Anh đúng phải rồi. Lúc mình cưới, mình phải cưới vợ sinh con đồ nữa. Đúng mình rồi. Nuôi đứa con. Nhưng mà công việc làm ăn của anh bây giờ. Trời ơi, thôi được rồi. Bây giờ mình anh muốn làm gì em cũng chịu anh hết. Tại vì bây anh giờ là chồng tương lai của em mà. Em sẽ giúp anh. Em sẽ tìm cách giúp anh.
Hay là bây giờ anh anh về đi, anh về đi rồi em mới có thể tính được. Bây giờ chứ anh ở đây em rối quá, anh cứ khóc hoài em không tính được em, cái gì em hết. Em không đưa anh 100 triệu hả? Em sẽ đưa nhưng mà bây giờ em không có tiền liền ở đây. Cái gì vậy? Anh ơi sao anh dễ xỉu dễ khóc quá vậy nè. Em sẽ đưa, em sẽ đưa nhưng mà không phải anh không về đâu, nếu không có 100 triệu anh không về đâu. Anh chết, anh gian mặt mày quá rồi. Anh chết anh nhảy xuống cầu thang anh chết rồi. À, được. Để anh chú yêu tủ anh đập đầu anh chết rồi. Đừng. Trời ơi anh ơi vô tủ nó không có bể mặt mà nó đổ vỡ ra nhiều thứ lắm anh ơi. Anh làm ơn anh bây giờ anh chán ghét mặt mày quá. Anh không còn thấy đâu có sức nào đi về nhà được nữa. Cho anh vào cái vét dùm gì đó. Hả? Vô đâu? Vét dùm là cái toilet hả anh? Đúng như vậy. Rửa mặt. Định thật phải có 100 triệu cho anh nha. Dạ anh đi thẳng nha, đừng vô tủ nha anh nha. Đi về đi mà. Đi về liền đi. Em ơi. Ông ơi. Cái khăn để ở đâu vậy? Ơi để cái khăn để không có khăn. Đi về. Để ở đâu? Đi về. Khăn để đâu? Em ơi. Cái khăn để đâu cho anh mượn anh lau mặt cái à. Cái kiến của em hả? Để anh lau cái kiến coi. Sao cái tủ của em? Dạ. Sao kiến em có gì bị lỗi phải không ta? Dạ. Sao kiếm em bữa nay sao anh mập quá vậy? Dạ tại vì anh sủ quá vậy? Tại vì em ốm á cho nên là em muốn mua cái kiến cho nó nở ra cho nó. Đâu lại em đứng lại đây coi cái kiến của em coi. Không được. Kiến một mình em anh đứng thôi, một mình em vô nữa là nó bị lỗi. Sao kỳ vậy? Không biết. Đâu cái kiến của em? Anh ai vậy? Anh ơi. Anh ai vậy? Cô nghe lắm mà. Em ơi. Bình tĩnh đi. Em ngoại tình hả? Không. Em lừa dối anh nhắc người em thấy vô nhà. Anh có bình tĩnh hết đi. Tại sao vậy? Em nhắc người em thấy vô nhà là sao? Em không yêu em nữa sao? Anh giải thích đi, anh nghe giải thích đi. Tại vì anh vô lộn nhà anh à. Em ở khu D mà ảnh ở khu B. Mà ảnh xịn cái ảnh ở khu D mà ảnh không vô ở khu B. Mà thật ra anh phải ở khu B chứ không phải là khu D. Mà cuối cùng tòa nhà của em là BD. Dạ. Em đang kể chuyện cười cho anh nghe hả? Dạ không có. Anh đọc mấy chuyện cười này trong mấy cái báo chuyện cười nhiều lắm. Ngoại tình trốn vô tủ lạnh đồ. Không phải, tao quýnh mày bữa nay tao đánh ngang nè. Mày cởi hết quần áo rồi tao quay lại đăng Facebook. Cởi hết quần áo rồi cho tao. Anh đừng, ở tao đánh ngang mày. Ở bên trong em ngộ nghĩnh lắm anh ơi. Anh nghe em đi, em nói thiệt mà. Tình ngay Lý Giang anh ơi, anh vô lộn nhà. Thôi bây giờ đi về đi, anh đi về đi. Dạ. Không được, em vô lộn bồng. Tao phải đánh ngang mày mới được. Mày cởi hết. Lấy đồ đi về đi. Em lấy đồ về. Ai cho mày về mày đứng đó. Mày đứng đó. Anh ơi, thôi mà. Đi về đi mà, em nói thiệt. Bây giờ, trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm. Ủa, sao làm cái nhà bà rần rần mà cửa thì không khóa vậy? Ôi, Lan ơi, Lan ơi, vậy? Lan giúp giùm Linh đi. Nói. Bây giờ, anh tên gì vậy? Liêm. Long Liêm, Lan Linh. Đúng là. 4L. Là Long lầm Lan với Liêm. Long lầm Linh với Liêm. Lan lựa lời lối. Cái gì vậy? Nói đó, muốn nói đó. À nói đó hả? Mà chữ lời nhiều quá nó bị liệu. Rồi bây giờ giúp đi. Dạ giúp giùm. Tại vì cái không? Này là anh Liêm, anh vô lộn nhà chứ không phải Liêm, là Liêm. Liêm lộn lòng. À lộn lòng. Lộn lòng. Lại. Lắc lui Liêm quá. Trời ơi. Lôi quá. Lôi rồi. Lôi. Đưa lấy liền này hết lui rồi. Lôi đi lề đi. Hả? Anh ơi. Đây là Lan, giới thiệu với anh là Lan là bạn. Khoan. Anh. Đây là Linh. Hả? Linh lé. Gì? Linh không có lé. Linh mắt bình thường không có lé. Lan liệu, Linh né. À, Linh né hả? Liêm có lé không? Đứng yên đó đi. Liêm. Long lên lầu lấy lưỡi lam, lấy lầu lưỡi liềm, long lên lầu lấy lại. Trả lại cho tôi. Cái
cái gì? Ủa, trả này. Bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại đi. Cái áo này của tôi mà, em tôi đã quên trên công ty phải không? Cái áo này là trả cho Linh. Còn cái thằng này nè, là nó phải trả cái điện thoại cho tôi. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại nè. Gì vậy? Em bình tĩnh, có chuyện gì nói. Lam Lâm, đây là Long, là chồng sắp cưới của Linh. Đúng rồi, Lan. Mới vừa trao dẫn đến hôn mà tự nhiên đòi điện thoại đây. Đánh tay vậy Lan làm mình, đừng có lộn lộn. Trời ơi, chồng sắp cưới. Mới cầu hôn tức thì. Mới cầu hôn. Trời ơi, lãng mạn lắm, hát gì vậy? Anh là nô lệ của em suốt đời nữa đó. Rồi tôi biết rồi, nó hát, nó tặng, nó nhận trước. Xong rồi nó hát, xong rồi sau cái màn đó. Là nó mượn bàn 100 triệu phải không? Đúng rồi. Đúng. Em làm chứng. Tặng xong hát á, anh là nô lệ của em là anh Phúc, cho mượn 100 triệu kinh doanh cốc. Tôi nói cho bà biết là biết hay vậy? Cái nhẫn đó là cái nhẫn giả đó. Giả gì nó chiếu quá vậy, chiếu luôn giả gì? Chiếu cái gì, cái này là nó không mua một chiếc đâu mà nó mua một rổ. Để nó đi dụ, nó lường gạt người ta, bà hiểu không? Nè, hôm bữa cũng vậy nè. Qua nhà tôi, nói yêu tôi, tặng nhẫn cho tôi, cái đầu mượn 100 triệu. Đó, mượn 100 triệu bà có cho mượn không? Tiền đâu mà cho. Tôi mới lấy cái quý giá nhất là cái đời con gái của bà. Trời ơi. Mày vậy? Tôi đâu có ngu mà dại dột lấy đời của bà này. Tôi còn sát suốt. Mày nói nữa hả? Thôi mình làm lấy cái quý giá nhất là cái điện thoại má ơi. Ủa, điện thoại. Cái điện thoại đời mới nhất đưa cho nó. Đưa xong rồi cái nó trốn luôn tới bây giờ tôi phải đòi lại. Bây giờ mày trả. Bình tĩnh lại. Rồi để tôi trả. Để tôi trả mà. Trả lại mày. Nhanh lên. Cái gì vậy? Mày làm nô lệ cho em. Mày bệnh ghê vậy. Hay điên hả? Như vậy là sao? Trời ơi, đó thấy chưa? Nhiều quá. Điện thoại tôi nè. Ủa sao mày đổi hình nền vậy mày? Hình nền tao đâu? Delete rồi. Gặp mặt nó cũng tán đó hả? Như vậy nè, anh Long ơi. Như vậy là thiệt hả anh Long? Thiệt nó luôn gạt đó. Anh khó nói quá. Còn chiếc nó này em lấy luôn không? Bây giờ nha, vừa mày mà vừa quá đi. Chứ giờ sao? Bây giờ là mày... Ôi trời ơi! Tại sao vậy hả? Tại sao đời con gái của tao mày không em lấy đồ tài sản của tao? Tại sao vậy? Tại sao mày lừa tao vậy? Làm gì? Bây giờ tao đưa mày tới công an chứ làm cái gì? Tôi buồn quá anh ơi, tại sao tôi bị lừa như vậy chứ? Từ đây về sau làm sao tôi dám tin ai, tôi dám yêu ai nữa đây? Thôi cô yên tâm đi, cô đừng có buồn. Tôi nghĩ là nếu mà cô có một cái tình cảm, một tình yêu thật sự như vậy á, thì tôi cũng nghĩ là sau này cũng sẽ có một cái tình cảm, một cái tình yêu thật sự đang chờ cô ở trong tương lai, cô hiểu không? Đừng có buồn nữa nha, coi như là bài học vấp ngã vậy hả? Anh nói đúng ha, cái cũ không đi làm sao cái mới nó đúng đến cái cũ đi hả? Cái cũ đi, cái mới mới tới. Cũng được ha. Được là anh nói thôi. Vậy thôi. Thôi tôi về, mà cô đừng buồn quá nha. Trời, mà tôi cũng xin lỗi cô. Nguyên ngày hôm nay tôi làm phiền cô quá. Sao? Tôi đến, tôi quậy phá trong căn phòng của cô. Cô đừng có buồn nữa nha. Dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Vui lên nha. Cảm ơn anh. Không có chi. Cô đẹp quá à. Cảm ơn. Tôi cũng đẹp nữa. Anh ơi, khoan về rồi. Sao cái này giống trong phim quá ta? Cứ mỗi lần mà bước đi một cái, ngay khúc cuối cùng kêu tên mình quay lại, lại hay yêu nhau lắm á. Anh ơi, em cần gì anh? Em nói đi.
Anh hứa anh sẽ làm hết. Bây giờ ngay thời điểm này em rất cần anh. Em muốn nắm anh thật chặt. Em cần anh. Em cần anh đền cho em cái cửa sổ khác.